Hot News Showbiz. Nam diễn viên giàu nhất Hàn Quốc 2021. Kim Soo Hyun vượt qua Seo Ji Sub và Lee Jong Suk, tiếp tục giữ vững thành tích nam diễn viên giàu nhất xứ Hàn. Theo Bi Sung, từ khóa trẻ và giàu, căn hộ ở Sungsu Dong và 500 triệu won mỗi tập phim đã lọt top thịnh hành trên mạng xã hội sau khi chương trình Secret Newsroom tiết lộ Kim Soo Hyun sở hữu 117 triệu đô la Mỹ, là nam diễn viên giàu nhất Hàn Quốc. Tài tử It's okay to not be okay, điên thì có sao, duy trì phong độ 2 năm liên tiếp, bỏ xa các tên tuổi nặng đô khác là Seo Ji Sap 41 triệu đô la Mỹ, Lee Jong Suk 32 triệu đô la Mỹ và Lee Min Ho 26 triệu đô la Mỹ. Thành công vượt bậc của Kim Soo Hyun. Bài báo tháng 12 năm 2021 của South China Morning Post gọi Kim Soo Hyun là ông hoàng phim thương mại. Anh yêu cầu 500 triệu won, 423.000 đô la Mỹ mỗi tập phim One Ordinary Day, thu về 3,4 triệu đô la Mỹ sau khi phim phát sóng hết 8 tập. Ngoài vai nam chính, Soo Hyun đồng sản xuất One Ordinary Day thông qua công ty quản lý Golden Medalist. Với It's Okay to Not Be Okay 2020, anh được trả 165.000 won Mỹ trên tập, tính tổng 16 tập, anh đút túi khoảng 2,6 triệu đô la Mỹ. K-drama Star báo cáo sau khi kết thúc nghĩa vụ quân sự năm 2019, các xê đóng phim của tài tử họ Kim tăng gấp đôi, từ 83.000 đô la Mỹ lên 165.000 đô la Mỹ. Asia Tatler đánh giá mức thù lao ngất ngưởng xứng đáng với tài năng và độ hot của Soo Hyun, bởi những tác phẩm có anh tham gia đều đạt rating cao và thu hút thương mại. Giới chuyên môn cho rằng sự thông minh trong cách chọn lọc kịch bản, chọn nhân vật không trùng lặp và nỗ lực thể hiện vai diễn là chìa khóa đưa ngôi sao sinh năm 1988 đến thành công. Trong sự nghiệp đóng phim, anh xuất sắc trở thành nam diễn viên trẻ tuổi nhất giành giải thưởng Thị Đế Bách Sang, đồng thời xác lập kỷ lục là diễn viên được yêu thích ở hai mảng truyền hình lẫn điện ảnh với 4 giải Đế Sang. Ngoài phim ảnh, tên tuổi Kim Soo Hyun phủ sóng mạnh mẽ ở địa hạt quảng cáo. Các xê của anh tăng từ 550.000 đô la Mỹ lên 720.000 đến 900.000 đô la Mỹ mỗi hợp đồng. Chỉ tính riêng năm 2014, tức cách nay gần 8 năm, anh đã xuất hiện trong hơn 30 quảng cáo và hợp tác cùng 17 thương hiệu. Năm 2021, Soo Hyun ký hợp đồng với 9 thương hiệu, nâng thu nhập từ quảng cáo lên 26,2 triệu đô la Mỹ. Các nhãn hàng đã sử dụng hình ảnh tài tử trong chiến dịch ở thị trường Hàn và Trung Quốc. Cũng trong năm ngoái, anh được bổ nhiệm làm đại sứ mới của Tommy Hilfiger và đại sứ hãng đồng hồ Thụy Sĩ Mido tại khu vực châu Á. Không nằm ngoài cơn sốt kinh doanh tài sản kỹ thuật số, công ty của Soo Hyun quyết định kết hợp cùng Evero Studio sản xuất phiên bản ảo NFT, Non-Fungible Token, của nam diễn viên. Sắp tới, các NFT chứa dữ liệu về Soo Hyun sẽ được bán trên nền tảng blockchain. Đam mê bất động sản, xe hơi. Trước khi nổi tiếng, Kim Soo Hyun là cậu bé nghèo, lớn lên trong gia đình không trọn vẹn. Bố mẹ ly hôn, anh phải sống trong căn hộ thuê suốt 20 năm. Vì thế, mong muốn lớn nhất của anh là có thể sở hữu ngôi nhà do mình đứng tên. Với mức lương cao ngất ngưởng, Soo Hyun đã tậu biệt thự 4,2 tỷ won, 3,5 triệu đô la Mỹ vào năm 2013, sở hữu căn hộ rộng 218m² Hanwha Gallery Forest ở Sungsu Dong, Seoul với giá mua 3,35 triệu đô la Mỹ. Hanwha Gallery Forest là khu căn hộ thương mại, dân cư cao cấp có giá ít nhất 1 triệu đô la Mỹ một căn, thuộc top đắt đỏ ở Hàn Quốc. Khu này được xếp hạng thứ 2 sau Hanam Taehil. Ngoài Soo Hyun, nhiều diễn viên và thần tượng xứ Kim Chi cũng sống tại đây như G-Dragon, Go Jun-hee, nhà sáng lập SM Entertainment Lee Soo-man. Theo TMI News, căn hộ của tài tử One Ordinary Day do Jin Nuvo thiết kế có hướng nhìn ra sông Hàn. Phòng ốc được lót hoàn toàn bằng đá cẩm thạch. Tài tử trang trí nội thất bằng vật dụng của các thương hiệu cao cấp. Ngoài bất động sản đang ở, anh mua thêm cơ ngơi 2,63 triệu đô la Mỹ trong cùng tòa. Giới thạo tin tiết lộ bộ sưu tập bất động sản của Soo Hyun không dừng lại ở đây. Anh sắm thêm nhiều căn hộ khác trải dài khắp Hàn Quốc để đầu tư. Tại Hàn, kinh doanh nhà cửa, đất đai được xem là nghề tay trái của người nổi tiếng. Theo SCMP, Soo Hyun mê mẩn xe hơi như đồng nghiệp. Năm 2015, anh sắm chiếc BMW i8 trị giá 186.000 đô la Mỹ. Đây chính là mẫu xe được tài tử Tom Cruise và Paula Patton điều khiển trong Mission Impossible 4: Ghost Protocol. Kim Soo Hyun cũng là ngôi sao nổi tiếng phóng khoáng. Anh từng ủng hộ 500 triệu won, 423.000 đô la Mỹ cho các nạn nhân trong thảm họa chìm phá Seoul đầu năm 2014.
Cảm ơn các bạn đã xem video này của Hot News Showbiz. Hãy like và đăng ký kênh để cập nhật các tin tức mới và hot nhất nhé. Hot News Showbiz.